tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Than Uyên là huyện cửa ngõ phía đông nam của tỉnh Lai Châu, gồm có 10 dân tộc anh em cùng chung sống. Sau những năm Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập công bố trên toàn thế giới, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945, đánh dấu sự kiện lịch sử vĩ đại của đất nước ta giành được độc lập, tự do cho Tổ quốc. Hòa chung trong không khí vui mừng phấn khởi của cả nước, nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên nô nức đổ về trung tâm huyện, tỏ lòng vui mừng phấn khởi, tự hào, biết ơn công lao to lớn của Đảng và Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Trải qua các thời kỳ cách mạng, trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng quê hương, đất nước. Đặc biệt sau khi giải phóng huyện Than Uyên và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, người dân từ vùng thấp đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, ở khắp nơi háo hức đổ về trung tâm. Người người hân hoan mong muốn được thể hiện những vẻ đẹp, tinh hoa, bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, thỏa thích gặp gỡ bạn bè, người thân, giao lưu văn hóa, hòa mình vào không khí tấp nập, sôi động của Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9. Lưu lại những khoảnh khắc, kỷ niệm, tình yêu quê hương đất nước tươi đẹp, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu với khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những năm đầu sơ khai mừng Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, mặc dù mộc mạc, đơn sơ, nhưng tất cả người dân, đặc biệt là các chàng trai, cô gái, các dân tộc, Mông, Giao, Khơ Mú, dân tộc Thái đều chọn cho mình những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất với những sắc màu lộng lẫy, độc đáo để tham gia lễ hội, vui chơi tại khu vực sân vận động, khu vực chợ huyện. Tham gia giao lưu văn hóa, mua bán, trao đổi các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản của núi rừng thiên nhiên ban tặng, hay mua sắm đồ dùng cho gia đình. Sau vui chơi, người dân thưởng thức các món ăn ẩm thực dân tộc, cười nói trong bầu không khí náo nhiệt, thể hiện tình cảm ấm áp của gia đình, cũng như kết nối mối quan hệ đoàn kết cộng đồng lớn trong xã hội. Đến hẹn lại lên, và đã thành thông lệ, từ tối ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 hàng năm, người dân từ khắp nơi lại đổ về chung vui Tết Độc Lập. Sự kiện ngày càng mở rộng và phát triển, ai ai cũng cảm nhận sự kiện này chưa từng thấy ở đâu đông vui như ở Than Uyên. Phòng gì mà chỉ một xây chợ á, cái mà làm một xây tới chợ lò rẻ một năm một hai tháng chín mà một tiền mà đó lỗ thế đó, chỉ một năm chi đó mà bảo tới chợ mà bây lò tổn thế mà chỉ một xây mà một cục tơ đó mà này tiền lò để cho một xây giờ à một năm một tháng chín mà nó chỉ cục tơ mà đó lỗ thôi một năm chi đó. Năm 2012, phát triển thành Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc. Để đáp ứng với nhu cầu thực tiễn, năm 2012, Đảng bộ, chính quyền huyện Than Uyên đã tổ chức Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 gắn với Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc với quy mô lớn hơn, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử của ngày lễ, khuyến khích bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, mở ra một trang mới cho Tết Độc Lập tại huyện Than Uyên. Mới để ra nên nhỏ lớn là bây giờ sân đi cầu bố mẹ đi thăm 2 tháng 9 là lúc đi là bố đeo đi, lúc về là ngựa thu tháo và sau nó về ngồi trên lưng ngựa về nhà. Và bây giờ nó thì hiện đại rồi, mà là có tổ lô này, tính pa này, thổ cây này, đó. Bán nỏ này, cháu con này, bao giờ thành đại xã hội là tuyệt tốt. Thì từ trước thì cái tổ chức Tết của dân tộc này, từ trước thì tôi còn nhỏ, đường xã xa xôi, bởi vì chúng tôi ở từ trước thì ở, từ Pháp Mu,
toàn đi bộ lên mà không đi khi nổi. Đấy, từ bé đi theo anh em, đi theo bố mẹ. Mấy năm nay là Đảng và Nhà nước rất sự quan tâm thì rất có nhiều phong trào, có văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dân cũng là sung sướng và vui vẻ. Trước từ nhỏ thì mình đang nhỏ thì bố mẹ cũng mang đưa mình về xem mùng 2 tháng 9. Bây giờ thì vẫn đi mà, vẫn đi mùng 2 ngày thì mới về. Bây giờ thì vui hơn từ trước, mừng nhiều người hơn, hay là ăn uống cũng không lo mà. Từ trước thì mình phải đeo một cái túi mà còn áo, nhưng mà mình phải đeo bánh gói này. Gói bánh mình cho vào cái túi mình đeo đi. Các hoạt động văn hóa và thể thao. Ngày hội văn hóa thể thao là nơi để nhân dân các dân tộc thể hiện bản sắc văn hóa riêng biệt đặc sắc, biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, tù lu, tóm má lẹ. Điểm nhấn là hoạt động không thể thiếu là cùng nhau kết nối, mở rộng vòng xòe đại đoàn kết, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, màn đại xòe Tết Độc Lập năm 2023 đã thu hút trên 2.500 người tham gia. Kế thừa và phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống tốt đẹp, những thành tựu đã đạt được. Năm 2024, huyện Than Uyên sẽ tổ chức Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, quy mô cấp tỉnh, nhằm tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tết Độc Lập của huyện Than Uyên thì người ta cũng hào hứng lắm, đi xem như thế này, người ta đi cả đêm rồi. Cả đêm thì người ta cứ kéo nhau đi, cứ giả trẻ, nũ nượt đi như thế này, đi thậm chí còn ngủ ở gầm cầu. Thế giờ ngủ những cái về nhà, những cái nhà của ấy là ngủ về nhà để ngày mai là người ta dự cái Tết đó, cái ngày đó là ngày trọng đại của đất nước, mà Tết Độc Lập này gọi là ngày Tết Độc Lập thì trọng đại đất nước, thì là vùng sâu vùng xa người ta cũng rất là phấn khởi. Là một thế hệ trẻ, tôi rất tự hào về quê hương Than Uyên. Than Uyên thì có một cái sự kiện rất đặc biệt, đó là Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9. Đây là một ngày hội của nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng và Nhà nước đã đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tôi cũng xin hứa là tiếp tục cố gắng cống hiến cũng như là đem một phần sức lực nhỏ nhoi nhằm xây dựng huyện Than Uyên ngày càng giàu đẹp, phát triển và văn minh. Cái ngày lễ ngày Tết đấy là bọn em được đi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, được ăn mặc những bộ quần áo thật là súng xính, đẹp và đầy màu sắc của núi rừng người Mông bọn em. Mình được đi diễn văn nghệ, được đi trình diễn trang phục rất là vui. Cái cảm giác mùng 2 tháng 9 đó nó vẫn nhớ mãi trong tim em. Bọn em phải chuẩn bị và nghĩ trong đầu mình chuẩn bị cho mình một cái bộ trang phục đầy màu sắc và hấp dẫn, gây ấn tượng cho mọi người. Từ nhỏ tôi đã được theo bố mẹ đi tham gia quốc khánh ngày 2 tháng 9. Du khách ở các tỉnh cũng đổ về và chương trình đã kéo dài từ 3 đến 4 ngày, nên là tôi rất tự hào và sinh ra lớn lên ở huyện Than Uyên. Vì vậy, tôi mong muốn huyện Than Uyên sau này sẽ phát triển nhiều hơn và được mọi người đón nhận nhiều hơn. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, lễ hội Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 tại huyện Than Uyên đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo. Du khách đến tham gia các hoạt động còn được khám phá vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, tươi đẹp giữa đại ngàn vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Các điểm du lịch như Đồi Thông Khu 7, Lớp Hưu Khu 9, Cọn Nước Bản Sa Ngà, Nà Phát xã Phúc Than, Đồi Thông Bản Chít xã Phúc Than, Chợ Phiên Nạm Pất xã Tẩm Mung, Vịnh Pá Khôm xã Pha Mu, Vịnh Ta Gia, Làng Cá Thẩm Phé, vùng Lòng Hồ Thủy Điện. Những tour du lịch được thiết kế đặc biệt, tạo cho du khách có những trải nghiệm thú vị tuyệt vời, khó quên. Tết Độc Lập tại huyện Than Uyên thì có từ rất là lâu đời. Trước năm 2012 thì Ủy ban dân huyện Than Uyên giao cho thị trấn quản lý các cái hoạt động khi người dân về vui chơi Tết Độc Lập tại huyện. Thế và bắt đầu từ năm 2012 thì dưới sự chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh thì huyện đã tổ chức một cách quy mô bài bản các cái hoạt động để tạo sân chơi cho người dân khi về với huyện.
huyện Than Uyên để mừng Tết Độc Lập. Thế và chúng tôi cũng khẳng định là trong những năm qua thì các cái hoạt động của huyện Than Uyên thì cũng được người dân đón nhận và tham gia ngày càng đông đảo. Thì khẳng định là Tết Độc Lập mùng 29 tại huyện Than Uyên là một cái sự kiện văn hóa lớn, lưu truyền những cái giá trị văn hóa cộng đồng tốt đẹp, và đây cũng là một cái sản phẩm du lịch của huyện để đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước và bạn bè quốc tế biết đến sự kiện Tết Độc Lập của huyện Than Uyên. Thì huyện Than Uyên đề nghị tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận Tết Độc Lập tại huyện Than Uyên là được tổ chức lâu dài nhất. Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 tại huyện Than Uyên là một sự kiện văn hóa lớn, lưu truyền những giá trị văn hóa cộng đồng truyền thống tốt đẹp và là sản phẩm du lịch độc đáo, ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút ngày càng đông đảo du khách trong và ngoài huyện cũng như du khách quốc tế, góp phần xây dựng quê hương Than Uyên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với khát vọng trong tương lai, lễ hội này sẽ tiếp tục lưu truyền, phát triển và trở thành một biểu tượng văn hóa đặc sắc và được công nhận là Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 được tổ chức lâu dài nhất của huyện Than Uyên và Việt Nam. Và dòng sông nậm mùi nuôi sống bản làng ta.